Moscow năm 1979, các đơn vị thuộc tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 747 đều đã có trận đụng địch. Trước đó, riêng các đại đội trực thuộc trung đoàn bộ chưa hề chạm súng, trừ vài khẩu đội cối 82, 12 ly vác được điều xuống phối thuộc với các tiểu đoàn. Đại đội 17 hành quân cùng trung đoàn bộ với quân số đại đội thiếu. Cả đại đội chỉ có 2 khẩu cối 82, 2 khẩu đội khác đã đi phối thuộc cùng tiểu đoàn, và một BDKZ đủ quân số để vác đạn cối và bảo vệ vòng ngoài khi cối bắn. Chả trách được các bạn trong đại đội gọi chúng tôi là con ghẻ, vì đến thời điểm này BDKZ của chúng tôi chưa được phát súng, ngay cả AK-47 mang theo cũng chưa hề mở miệng. Hơn một tháng tại chiến trường K, chúng tôi vẫn còn trong vai khán giả xem cuộc chiến đang diễn ra của đồng đội trên những thước phim sống, và vai người chết chỉ được diễn một lần. Đội hình trung đoàn bộ nối đuôi tiểu đoàn 7 bộ binh thành một hàng dài hơn cây số, len lỏi trong các đường mòn chằng chịt của núi rừng Ích Tung thuộc tỉnh Kompong Tom. Lúc này tôi không còn lạ lẫm với các cảnh tang thương của chiến trường, những ngôi nhà bốc cháy, những cây dừa đổ ngang. Chiếc GMC bung đầu bay xa vài chục mét vì mìn chống tăng của Polpot. Những cáng thương đầy máu đổ về K23. Tiếng rên rỉ, hòa điệu cùng tiếng vọng xa xa của các nòng súng như là nhạc nền cho khúc phim chiến tranh đầy bi tráng. Lệnh của sĩ quan trung úy đại trưởng, đồng chí Thiều vẫn nhắc trước mỗi cuộc hành quân: kiểm tra đạn, không được lên nòng, khóa an toàn cẩn thận vào, đảm bảo tuyệt đối không xảy ra cướp cò trong đội hình. Lần hành tiến này được tổ chức trên diện rộng, trung đoàn chia làm 3 mũi tiến quân. Hướng bên trái đã có tiểu đoàn 5. Cán bộ nòng cốt từ trung đoàn Gia Định đã trải qua nhiều năm trận mặc, nên sĩ quan chỉ huy trung đoàn rất yên tâm. Cánh phải có tiểu đoàn 6, vì qua các trận mở đầu ít nhiều đã có tổn thất hao hụt. Cánh chính diện có tiểu đoàn 7 làm lá chắn. Chúng tôi băng qua những tràng rộng lớn, những cánh rừng tùm, những phum bạt hoang vu. 2 ngày dài vất vả nhưng chưa hề thấy bóng địch. Trên vai tôi một gánh 6 quả đạn cối 8, ngày càng thêm nặng. Đã có vài bạn vứt bỏ đạn cối vào rừng để theo kịp đội hình. Họ trao đổi với tôi chỉ bằng ánh mắt như tầm bảo: xin được báo cáo nhé. Đến ngày thứ 3, đội hình hành quân đã rời rạc, lùng cùng nhất tại các đại đội hỏa lực. Chính ủy Thắng, người to, đậm, dù đã qua độ tuổi tứ tuần, vẫn ung dung đi lại đầy phong thái. Mỗi khi cả đội hình nghỉ chân, chính ủy vẫn đến trực tiếp động viên chúng tôi. Từ đại đội này sang đại đội khác, chúng tôi phục lăn cái sức bền bỉ của chú Thắng, vui vẻ cởi mở với bọn lính trẻ chẳng khác gì cha con. Dù chú không mang vác nặng như chúng tôi, ngoài khẩu súng ngắn ở bên hông và chiếc gậy Trường Sơn cố hữu lúc nào cũng theo chú qua những chặng đường dài. Mỗi lần có mặt chú, tự nhiên gánh cối trên vai tôi bỗng nhẹ đi. 9 giờ sáng hôm đó, chúng tôi được đại đội trưởng phổ biến hủy lệnh hành quân, và đơn vị chuyển hướng cắt ra lộ chính để chờ việc cứ tiền phương. Thần kinh của bọn lính mới chúng tôi như giãn ra. Tôi như thấy mình sắp được nghỉ ngơi, ăn uống và tắm rửa đàng hoàng. Ra đến lộ lớn chừng 500 mét, bỗng có tiếng xe cơ giới từ xa. Một tôi kháo nhau: kỳ này hết mỏi giò rồi, xe GMC đó. Vui mừng chỉ thoáng chốc lát, sao chỉ có 2 chiếc tới đón tôi? Một chiến sĩ trên xe mở cửa nhảy xuống. Anh ta chạy đến trình cho chú Thắng một mảnh giấy. Lập tức các chỉ huy của các đại đội được triệu đến họp đột xuất. Thì ra 2 chiếc GMC hợp đồng chở thêm gạo và lương thực tới cho chúng tôi hành quân tiếp theo lệnh của sư đoàn. Muốn đánh cũng chẳng được đánh, vác súng đạn đi dòng tiểu này rõ chán. Mệnh lệnh hành quân được phổ biến. Địa điểm khu vực Càn Quét là căn cứ cũ của quân khu trung ương Pol Pot. Trước năm 1975, trung đoàn 747 phải có nhiệm vụ xác định lực lượng địch có còn mật trú ở đây hay không. Lực lượng địch chưa rõ, nhưng với nhận định chúng có thể đã rút chạy do lộ vị trí chiến đấu từ lâu. Chúng đã có các cán bộ hoạt động cùng Khmer Đỏ tại căn cứ này trước năm 1975. Do nhận định tình hình chiến dịch mới có thể nhẹ nhàng hơn, chúng tôi được gửi bớt những thứ mang vác cồng kềnh, kể cả một nửa cơ số đạn hỏa lực mang theo lên hai chiếc xe reo kia để trở về cứ cơ bản. Gánh cối của tôi cũng được gửi bớt 2 quả. Chiếc xe lăn bánh với lình kỉnh đủ các loại đạn 12 ly vác, cối 6, cối 8, mùng mềm và cả nồi son. Suốt ngày hôm đó, trừ các bữa ăn dã chiến, chúng tôi lại chu rúc vào các đường mòn xuyên qua các cánh rừng dày đặc của núi rừng Cô Bông Tom. Cũng như các đêm hôm trước, chúng tôi mắc võng ngủ theo đội hình hành quân, phân công gác chiếu lệ, chứ chẳng anh nào ngủ được. Không gian và thời gian lặng lẽ tức cùng chúng tôi. Buổi sáng, khi trời còn hơi sương, cả đoàn lại lặng lẽ bấm nhau lên đường. Đi gần chúng tôi xen lẫn có vài anh thông tin mang vác PGC-25, thỉnh thoảng lại lên tiếng giò rè sẹt sẹt. Chắc đến giờ quy định để liên lạc, tôi nghe loáng thoáng: "Alo, anh Tư đây, anh Tư muốn gặp chú Sáu", nghe rõ trả lời rồi lại sẹt sẹt. Do vậy chắc chắn chỉ huy trung đoàn đâu có ở gần tôi. Tôi đoán cấp đại đội của tôi lúc này mới chỉ có thông tin hữu tuyến. Trình độ khoa học kỹ thuật quân sự cao nhất được đem ra ứng dụng lúc này là con mắt và lỗ tai của cánh trinh sát. Tốc độ hành quân vì vậy nhanh hay chậm tùy thuộc độ bản lĩnh của người dẫn đầu. Hơn 1 tháng tại Ca, chúng tôi đã quen thuộc cái tên Chí Mẫn. Những đồng chí dày dạn kinh nghiệm cắt đường, không những dẫn quân đi nhanh mà còn phát hiện nhanh những mỉm bẫy của địch cải. Điểm đặc biệt là những lính cựu không ngại hành tiến trên đường bò, đường xe bò đi thành vệt. Những con đường bò bên Ca thường là cái bẫy của thần chết. Địch thường hay gài mìn ở chỗ cho dễ đi lại, dễ hành quân đông người. Các đại đội thuộc trung đoàn 747 cũng đã từng trả giá xương máu để có kinh nghiệm này. Cắt rừng đi đường mới an toàn hơn và cũng khó lộ mục tiêu. Tuy nhiên, tốc độ hành quân rất chậm. Những khi đội hình bị chậm lại, chúng tôi cũng biết ở phía trên các anh trinh sát cũng đã đổi ca cho các chiến sĩ mới thực hành tác chiến. May mắn chưa có sự cố của mìn bẫy xảy ra trong cuộc càn quét cho đến lúc này. Bình tăng tăng tăng, tiếng nổ lớn và nhiều tràng tiểu liên khô khốc vang lên. Tiếp đó là có tiếng la: "Có địch, có địch!" Phản xạ tự nhiên, tôi quẳng gánh cối xuống đất, dạt về bên phải đường bò, tháo khẩu AK ra cầm tay thì vô tình đang ở ngay sau một ụ mối lớn. Hàng loạt tiếng lóc cóc vang lên từ những khóa cơ bẩm. "Đêm mẹ!" ai đó quát lên. "Thằng nào giờ này mới lên đạn?" Sợ bị chửi, tôi từ từ kéo cái cơ bẩm nhẹ nhàng lên đạn thì viên đạn đã kẹt cứng. Nhìn thấy viên đạn rõ ràng bị lệch giữa nòng mà hoảng qua, gõ đập mấy cái và bắn súng. Cái bệ khóa nòng vẫn trơ trơ, không thèm nhúc nhích. Thôi, bỏ mẹ rồi. Tiếng súng chợt bùng lên dữ dội xung quanh. Đầu tôi thì lùng bùng, trán toát mồ hôi lạnh. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, chợt may nhìn ra cái lẫy gỡ băng đạn. Viên đạn kẹt co chỗ bật ra, gắn lại băng đạn, lên đạn cái rốp thì tiếng súng xung quanh bỗng dưng cầm mặt. Định thần nhìn lại chỗ ụ mối của mình, giờ có thêm mấy cậu, mặt mày nhợt nhạt đổ dồn về. Như một phản ứng dây chuyền, tôi cũng rời vị trí vài mét xuống một cây dầu lớn gần đó. Thoáng cái, cả đội hình mấy trăm mạng tự động rút về sát nhau, rất lộn xộn. "Để má mày, tụi mày chạy à? Lên, lên nhanh!" Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới công nhận đây là tiếng chửi thề đúng lúc và đúng nghĩa nhất. Anh bộ đại phó vẫy khẩu súng ngắn xông lên, không hẹn mà mấy cái miệng đồng loạt gào lên hưởng ứng: "Xung phong!" Tôi cũng chẳng thèm nhìn, cứ bắn một loạt AK về phía trước mặt rồi tràn lên tái chiếm cái vị trí gò mối của mình. Cả đơn vị lại nằm bẹp xuống trước các làn đạn tầm tầm là chảo của địch. Lúc này cả ta và địch đều nổ súng dồn dập, cối táng, cối tép, 12 ly vác, B40, B41 và các loại hỏa lực có thể bắn được đều tung vào trận địa. Cả đội hình hàng dọc của trung đoàn bộ cộng một tiểu đoàn bộ binh giờ đã biến thành một hàng ngang tuyến lửa. Từ đầu cánh tiểu đoàn 7 đến cuối đội hình trung đoàn bộ chúng tôi, chiều dài đến cả cây số, vậy mà chỗ nào cũng dàn lên tiếng súng. Chẳng biết chỗ đại trưởng ở đâu, nhưng lúc đó giữa trận thì thấy nổi bật lên cái gan lì của đại đội phó Lâm Văn Bộ. Anh ngồi sổ quan sát và điều khiển đội hình chúng tôi lần lượt bò lên nhằm chiếm những vị trí có lợi, tạo thành một vòng cung bảo vệ ban chỉ huy trung đoàn. Lúc này vẫn còn ở trên đường bò. Tản ra, bú vào đó, nó cối cho một trái là bỏ mẹ bây giờ. Anh Bộ từng lúc lại la lên. Những thằng lính tò te như tôi lúc này cứ nghe tiếng la của anh thì nhất nhất làm theo. Trong lòng rất yên tâm vì có anh chiến đấu bên cạnh. Tuy nhiên cả đội cũng chỉ vận động hơn chục mét. Tầm đạn của địch nghe chỉnh sát lắm. Tiếng cành cây gãy chát chát cỡ vài tấc trên khoảng đầu. Được lệnh đào công sự nằm tại chỗ, tôi chỉ đào được cái lỗ, đất hất lên phía trước để bảo vệ kháo. Cái sẻng phải truyền cho các bạn vì cả tiểu đội chỉ có đúng 3 cái. Chắc gửi xe gieo về trước cho nhẹ. Vừa bắn, vừa đào, vừa hô xung phong mà đội hình chẳng tiến lên được mét nào. Bên tuyến địch cũng nghe thấy tiếng trô trô mà chẳng thấy thằng giặc nào xông lên. Cứ mà bắn hú họa chửi bới nhau cho đỡ sợ thôi. Tôi nghĩ thì ra nó cũng như mình. Mấy thằng lính mới như tôi coi vậy mà còn yêu đời lắm. Ngoảnh lại phía sau là các bác chỉ huy đang ngồi trụm với nhau trên đường bò, chỉ trò vào một tấm bản đồ được đặt ngay trên mặt đất. Có tiếng chú Tư đáp: "Đưa máy cho tao, nhanh lên." "Dạ." Tiếng rè rè. "Thứ 6 đâu? Thế đâu?" Tiếng rè rè tiếp. "Để mạnh 162, 162 cái gì? Bây giờ nói đụng địch thì nói đụng địch, 162." Tiếng rè rè. "Thế à? Mày rót mấy trái xoài tượng cho tao nghe thử." Có tiếng binh, binh. Nghe khá xa nhưng rất rõ. Tiếng cối tám đầu nòng dễ dàng phân biệt với tiếng nổ của các loại đạn khác vì kết thúc sẽ là 3 tiếng nổ lớn oanh oanh tương ứng. "Được rồi, cho gà cổ gáy thử xem sao." Vẫn tiếng chú Tư đáp trung đoàn trưởng trên điện đàm. Cung cung cung. Một loạt tiếng nổ đanh giòn nổi lên từ hướng đó đáp lại. Bên thằng Thế cũng đụng rồi. "Anh Thắng ơi." Tiếng chú Tư quay qua anh Thắng. "Liên lạc ngay với Ba Sườn ngay đi, anh Tư." Chính vì Thắng trả lời. "Máy tiểu đoàn 7 đâu, đưa tao." Chú Tư đáp, gọi một chiến sĩ thông tin đeo máy gần đó. "Ba Sườn đâu? Ba Sườn." "Anh cho mấy trái xoài tượng coi." Binh binh oanh. "Gà cổ cho gáy đi." Không có tiếng gà cổ ở phía trước. Vài phút im lặng. Tiếng rò rè quay liên lạc tôi nghe không rõ, chỉ nghe thấy chú Tư la lên: "Chết mẹ, nó bị thương rồi." Quay sang Chính ủy Thắng, ông không giấu được vẻ hoảng hốt: "Anh Ba này, thằng 208 của Ba Sườn nó gãy rồi. Trận này đại đội 18 thiệt hại nặng nhất, 2 chiến sĩ hy sinh, bị thương 7 Chú Tư đáp, quay sang đội liên lạc: "Phải chạy qua thằng 6 đại đội 18 nói lệnh của chú Tư điều một khẩu 208 lên trên, có một khẩu điều xuống, bố trí cuối đội hình, coi chừng bị bọn Miên đánh tập hậu. Nhanh lên." Cậu liên lạc vừa chạy đi, chú Tư quay sang bên kia đường bò, nói lên nhiều hét: "Dũng đâu? Mai cho bắn cướp tập 5 trái, bắn cả 2 cây nhá." Tôi lúc này mới biết vị trí của 2 khẩu cối 82 của mình ở phía bên kia đường bò, sau các lùm cây. Các bạn đã chặt cây ngã dọc xuống rồi, dựng cối bắn ứng dụng. Bum bum. Tiếng gạc đầu nòng của cối 8 khi nghe gần thì quả thật là đầy uy lực. Bọn chúng tôi cũng hùa theo. Tiếng đạn nhọn lẫn tiếng hô hoán ré lên vang động rừng núi. Nhưng toàn bộ đều xung phong tại chỗ. Mặt đất rung lên, khói súng tỏa mùi khét lẹt. Nhưng lúc này hệ số thương vong chắc chắn tỷ lệ nghịch với số đạn được bắn ra. Vì tôi đã thay bằng đạn mới mà có thấy tận mắt thằng địch nào đâu. Đến nỗi đại đội phó bộ phải đứng chửi thề lên, quát chúng tôi ngừng bắn để tiết kiệm đạn. Một tiếng anh Tâm về phó trung đoàn gia định cũ cũng là lớn: bắn phát cú 2 viên 1 thôi, chỉ tụi bay mà cứ làm hết cả băng là sao? Tiếng súng thưa thớt dần rồi im lặng. Lúc này tôi lại nghe tiếng rò rè của cái máy ở phía sau lưng, nghe rõ luôn tiếng trung đoàn trưởng đang chửi thề trên máy điện đàm vì một tiểu đoàn của trung đoàn 747 đi lạc vào chi viện ngay, nghe chưa? Cứ theo tiếng súng nổ là vào ngay, nghe chưa? Chỗ tôi nằm cách ban chỉ huy trung đoàn chỉ vỏn vẹn vài bước chạy, cùng nằm trong tầm đạn pháo như nhau, nhìn rất rõ động thái xử lý tình huống của các chú chỉ huy. Họ vẫn ngồi giữa con đường bò, xung quanh đầy đó và chiến sĩ vệ binh trên tay cầm súng, dựa vào địa hình cây cối để cảnh giác bảo vệ. Họ trao đổi lẫn nhau rất khẩn trương nhưng không hề hốt hoảng, chịu cùng áp lực khi tiếng súng hò hét rộ lên rất gần, nhưng hình như họ không hề nghĩ đến việc ẩn nấp. Chỉ đến khi uỳnh chiêu quăng, tiếng nổ dữ dội nhất cả trận, sau một tiếng rít quái dị: DK, nó có DK. Có đồng chí trong ban chỉ huy trung đoàn nhận ra và la lên. Lần này tôi thấy các chú chỉ huy mới chịu tản ra, ngồi dựa vào gốc cây. Mẹ nó, thằng này phải từ cấp trung đoàn trở lên đấy, một trong ban chỉ huy trung đoàn nhận định. Ngay sau đó tiếng đạn từ phía địch trở nên quyết liệt hơn, dữ dội hơn. Tội nghiệp cho những lùm cây bị bắn đến trơ cành chốc gốc. Tôi và đồng đội nằm lì ở đó, trả đũa vài viên cầm chừng. Lúc này mà đứng lên là chỉ có chết thôi. Cuộc đấu súng rộ lên chừng 5 phút rồi im bặt. Lại lắm tai nghe ngóng, mà lạ thay, cả một chiến trường đang náo động giờ đây bỗng im lặng như tờ. Cái im lặng đến không ngờ, từ cành cây, chiếc lá rụng đến tích tắc của cái đồng hồ đều nghe rõ mồn một. Giữa cái thời gian cầm canh đó là một khoảng thinh không lặng lẽ, như linh hồn lạc về cõi hư vô. Cái cảm giác tĩnh mịch của vũ trụ nguyên sơ như chưa hề bị khuấy động bởi các tạo vật, một cảm giác yên ả đến lạ lùng. Tiếng chú Tư Đáp đưa tôi về thực tế. Phải chiếm được cái suối phía trước. Chú dùng tay chỉ về hướng tôi đang nằm cho một đồng chí đại đội trưởng trinh sát: đồng chí điều ngay một B lên đây, phải chiếm được cái suối ở phía trước này thôi. Vài phút sau, khoảng 20 tay súng của đại đội 21 đã có mặt tại chỗ. Họ thì thầm phân công nhiệm vụ, nét mặt căng thẳng. Họ chia làm 2 cánh, rồi từng người lần lượt bò vượt qua công sự của chúng tôi. Rừng cây trước mặt tôi khá rộng, tầm nhìn bị che khuất bởi nhiều tán cây gãy đổ. Các trinh sát dàn hàng ngang, thận trọng trườn lên từng mét một. Anh trườn lên đầu tiên, qua khỏi vị trí tôi chừng 10 mét. Bên phải thì bị địch phát hiện, chúng nã đạn tới tấp về hướng chúng tôi. Bọn tôi phải vội vàng bắn yểm trợ, và các anh phải lùi về khoảng 5 mét mới trụ lại. Lúc này các anh nằm thành hàng ngang trước mặt bọn tôi. Các anh nói: không thể bỏ tới được, phía trước là triển dốc xuống, đạn nhọn từ bọn ở bên kia suối bắn qua tới mặt, không thể bò xuống được. Như vậy toán trinh sát bị kẹt lại ở đó, bò lên chẳng được, bỏ xuống cũng không xong. Họ buộc phải đào công sự tại chỗ để bảo vệ mình. Lúc này tôi cũng nghe rất rõ tiếng chú Tư Đáp đề nghị với chính ủy Thắng xin lệnh rút ban chỉ huy trung đoàn về sau 100 mét vì quá gần tầm bắn của địch. Tiếng đạn nổ át tiếng điện đàm, không thể chỉ huy được. Với các loạt bắn hỗ trợ của DKZ, tôi rút ra đầu tiên, gom lại các cánh cối đang vứt rải rác dọc tuyến đường bò, chuyển đạn qua chỗ khẩu cối của B1 để lại đó. B1 tiếp tục bắn dưới sự chỉ huy của chính trị viên Thiều và trinh sát pháo đạp. Trên đường rút ra cùng ban chỉ huy trung đoàn, tôi giúp đồng chí Mai Đen số 2 cối B2 đang loay hoay với các bạc đế. Rất nhanh, bọn tôi đã vận động theo ban chỉ huy trung đoàn, cùng B2, B vệ binh và vài chiến sĩ thông tin lùi về tuyến sau. Tại đây, B2 khối 82 tiếp tục chặt đổ cây và hướng bắn. Bọn DK chúng tôi lại dâng lên án ngữ ở phía trước, bảo vệ trận địa cho cối. Kể từ lúc này, tôi không còn nghe thấy tiếng rè rè của PRC-25 và tiếng chỉ huy trực tiếp của trung đoàn mình nữa. Có lẽ đã ở hơi xa. Đã qua vài tiếng đồng hồ chiến sự, bọn Pốt chẳng có dấu hiệu rút chạy. Thông thường các trận đánh trước, chúng đều không dám đương cự lâu với quân ta. Nhưng lần này, dựa vào công sự kiên cố ở bên kia bờ suối, chúng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, từng đợt kìm hãm các đợt tấn công của ta với ý đồ chiếm lấy nguồn nước trong lòng con suối. Dấu hiệu thiếu nước càng lúc càng rõ. Cuối mùa khô nên các con suối chúng tôi đã bị cạn kiệt. Những ngày vừa qua chưa hề có một cơn mưa. Nguồn nước dự trữ lấy được phải cắt qua những trảng lớn hay bầu lớn. Khoảng cách gần nhất từ trận địa đến nơi có nước là hơn nửa ngày hành quân. Bất đắc dĩ, ban chỉ huy trung đoàn phải điều một đội gồm trinh sát và các anh nuôi, mang theo các phương tiện chứa đựng, cắt rừng trở về phía sau tìm nước. Bình tông của tôi cũng nhẹ lắm rồi, trong bụng chẳng thấy đói mà chỉ thấy khát. Diễn biến của trận đánh buổi trưa hôm đó cũng chẳng khác gì buổi sáng. Tiếng hô xung phong, tiếng đạn gầm rú, giằng xé rộ lên từ đông sang tây vài phút rồi im lặng như tờ. Tôi chẳng biết các đơn vị bộ binh đánh đấm ra sao, riêng chỗ của tôi chỉ nằm im để chờ lệnh. Rừng chiều nhanh chóng bị màn đêm chiếm lĩnh. Từ khoảng 5 giờ, cánh rừng bỗng trầm mặc như cái vẻ u minh vốn có của mình. Từ đây đến sáng, khu rừng như đi vào giấc ngủ. Hình như không có một tiếng súng nào, dù là đơn lẻ. Nhân lúc đêm tiếng súng và trời cũng đang vào tối, đại đội trưởng Dũng cho liên lạc xuống nắm tình hình quân số của bên tôi. Cái thằng học nhỏ nhắn, đẹp trai, chạy tới chạy lui để hỏi han. Tranh thủ bọn tôi khai thác thông tin từ nó. Học, mày có biết ai chết hay không? Đại đội mình không chết ai cả, chỉ có thằng Tuấn bị thương nhẹ tay thôi. Tuấn Mực à? Ừ, nhưng bị nhẹ thôi, bị một miếng vào tay. Còn cậu Meli 8 có sao không? Tao không biết, chỉ nghe mấy ông nói bên chính xác chết một người vì bị nó quăng lựu đạn. Nói xong nó chạy đi. Cho đến lúc này tôi cũng chỉ biết đến có thế. Mặt đêm buông xuống, khát nước thật. Tôi nằm ngửa dưới công sự mới đào, nhìn lên bầu trời để tìm mưa. Không chắc có mưa hay không, nhưng đêm nay bầu trời ảm đạm, một màn đen kín dày đặc, không trăng không sao. Ôi, cái màu đen đang ẩn chứa điều gì, sao không cho tôi được biết. Đêm nay trời có mưa hay không? Tôi tự buồn cười với chính mình, vì có lẽ cơn khát làm nảy sinh cái ước muốn có vẻ đòi hỏi phi lý, ước muốn thấu đạt sự thông linh huyễn hoặc của cái màu đen mà hơn một tháng nay mình thường xuyên bắt gặp tại cái đất nước này. Ôi, nước da đen, đôi mắt cũng đen, mái tóc đen, người dân mặc toàn đồ đen, mà thằng Pốt cũng bận nốt đồ đen. Cây cầu và những ngôi nhà cháy đen, khẩu súng vác theo hàng ngày cũng màu đen, và đến hôm nay bầu trời cũng đen thui. Màu đen là gì? Là tang tóc, hay là biểu trưng của sự lịch lãm và từng trải, là đồng nghĩa với gian trá mưu mô, hay sự tạo nhã thuần khiết? Ôi, màu đen đầy bí ẩn với tôi. Màu đen của bầu trời bỗng dưng bị xé toạc vì chớp sáng của trái hỏa châu rực lửa. Anh em nôn nao cả lên. Kìa, bóng sáng của ta đấy, sư đoàn đưa quân chi viện rồi. Từ chiều, chúng tôi đã biết ban chỉ huy trung đoàn điện đàm xin quân chi viện. Tiểu đoàn 5 đi lạc cả ngày, giờ đã có mặt gần trận địa, tuy chưa có tham chiến. Các chỉ huy cho biết pháo sáng bắn lên là của sư đoàn 302 chúng ta. Đạn hỏa châu từ các nòng đại bác 105 đang tuần tự thay nhau thắp sáng bầu trời, thắp sáng cả một góc rừng, dẫn đường cho lính Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 vào dự cuộc. Chúng tôi im lặng dõi theo từng trái hỏa châu rơi. Đẹp thật. Chiếc dù trắng nhỏ đang nâng đỡ khối cầu lửa nhẹ nhàng lướt trong không trung. Dù sự sống của cầu lửa chỉ tồn tại vài phút ngắn ngủi, nhưng cái sự sống đó đã tỏa sáng một cách kỳ diệu. Khi chiếc cầu lửa từ từ trôi theo làn gió rơi rụng xuống, thì cây rừng dường như sống dậy. Bóng cây rừng mượn được nguồn sáng để vươn lên, lần lượt đi qua từng người chúng tôi, như thể điểm danh cho số phận sống chết của từng người lính. Tôi thấy mình cùng đồng đội đi vào giữa cái phun rộng lớn, có bà mẹ Khmer cầm tay dẫn đến chỗ để các lu nước lớn. Hàng lu nước mưa đầy ắp, trong vắt đến tận đáy. Tôi đỡ lấy gáo nước, hớp một ngụm, hai ngụm, rồi ba ngụm. Cái vị ngọt lịm, mát rượi chưa từng được uống. Không hiểu tại sao, cứ càng uống lại càng thấy khát, càng uống càng khát. Giật mình mở mắt, trên bầu trời vẫn có ánh sáng hỏa châu. Dưới mặt đất có tôi vừa nằm mơ trong công sự. Ngồi dậy tìm cái bình tông, nó vẫn khô ran từ chiều. Có bạn nào có nước không? Tôi gọi hỏi các công sự gần đó. Hết sạch rồi. Đây cũng cát bỏ mẹ đây, có tiếng trả lời. Vài phút sau, nghe tiếng của Năm Vẽ, cậu đội trưởng lính 77, vốn xuất thân từ đoàn 2 ăn hạn. Đoàn 2 ăn hạn. Bây giờ thằng nào có đái thì đái vào ca để dành đó mà uống. Tôi đã từng nghe kể rồi, nhưng trời ạ, chưa bao giờ lâm vào cảnh này. Phải có nước ở đâu đó chứ. Uống nước giải của mình thì mới nghe là đã muốn ói. Cơn khát ngự trị nên cả bọn chẳng buồn lên tiếng. Bầu trời và cánh rừng vẫn khi sáng khi tối bởi các quả hỏa châu từng lúc đếm thưa dần. Tôi nằm đó cũng khi tỉnh khi mê. Trời ạ, cái gì vậy? Vài giọt nước rơi trên mặt. Lại mơ chăng? Trời mưa! Ai đó vui mừng reo lên. Trời mưa thật rồi, mau mau lấy tăng ra hứng nước. Quả là trời mưa thật, không phải mình mơ nữa. Lúc này cả bọn nhốn nháo tìm tấm tăng để hứng nước. Cơn mưa xảy ra bất chợt và kết thúc ngay, nhưng vừa đủ cho tôi đã khát và hứng đầy được bình tông. Chỗ anh nuôi của B cũng báo đủ nước để nấu cơm. Chẳng cần biết bên kia suối bọn giặc ra sao, cả cánh quân của ta mới sống dậy. Tiếng nói rầm ran và sinh khí tràn lan cả khu rừng. Lệnh của ban chỉ huy trung đoàn cũng vừa truyền đến. Toàn trung đoàn quyết tâm chiếm suối trước 6 giờ sáng ngày mai. Có hy sinh cũng phải xung phong. Sau khi có kiểm tra về tình hình thương binh và cơ số đạn, đại đội 17 của tôi chỉ có Tuấn Mực bị thương nhẹ, còn tất cả đều an toàn. Riêng đạn dược chỉ còn phân nửa. Bọn tôi phải gom đạn nhọn chuyển lên tuyến trên dành cho trận quyết tử. Quay lại để trời sáng đánh tiếp. Nhưng bắt đầu lính thấy đói. Nắm cơm khô cứng ngắt chẳng nhai nổi, vẫn dắt ở thắt lưng. Chúng tôi bàn nhau tìm cách nấu cơm. Đốt lửa lên, tụi nó tới bắn bỏ mẹ. Đằng nào sáng ra cũng chơi rồi, sống chết còn chưa biết. Chẳng lẽ là ma đói à? Xem chừng cái giọng anh nuôi Dựng của chúng tôi cũng gật lắm. Dựng đang sẵn sàng nấu cơm đây. Bỗng mé xa, tay trái của chúng tôi có một ánh lửa bùng lên. Chà, tụi nào dám nấu cơm vậy ta? Không chừng cánh trinh sát cũng nên. Vài phút sau theo dõi, vẫn không thấy tên địch nào có phản ứng gì. Đồng chí Dựng đã nhanh chóng bắt lò, lửa cháy bùng lên. Bọn tôi nhảy hết vào công sự, sẵn sàng đón phá của địch. Chỉ thấy đầy đó xa xa, từng nhóm lửa bùng lên trong đêm tối. Thoáng chốc, cả một dãy dài các bếp lửa thi nhau bùng sáng. Chẳng có cái chiêu nào của Khổng Minh ở đây bằng cái chiêu tự phát của lính ta. Nấu cơm ban đêm trước mặt địch. Bài hát Ánh Lửa Hồng Trong Đêm dẫu trầm hùng nhưng cũng chưa thể lột tả hết cái khí thế bừng bừng của lửa đang hiện hữu ở nơi đây. Những ngọn lửa cháy lấp loáng, ngút ngàn hết tầm mắt trong cánh rừng đêm, bỗng trào dâng hào khí kiêu hùng của dân tộc. Tôi nhìn các ngọn lửa như chợt phát hiện ra sức mạnh của chính mình, cái sức mạnh tiềm ẩn trong cái tôi của mỗi người đang hòa nhập vào cái sức mạnh thiêng liêng của một khối đoàn kết. Nói nôm na, hỡi thằng Pốt, chúng tao đang ở ngay đây, trước mặt mày đây, có ngon ra mà đấu. Vậy mà đến lúc cơm canh chia xong, bọn giặc xem chừng không thấy động tĩnh. Câu chừng bọn này gần hết đạn cũng nên, hay là chúng tiết kiệm đạn để đón ta lên chăng? Chúng tôi ăn cơm xong lại căng mắt vành tai chờ trời sáng. Cả bê đã tập hợp, rời các công sự để dâng lên vị trí các chú chỉ huy đã ngồi hôm qua. Bên kia đường bò, phía trước chúng tôi là đội hình hàng ngang của đại đội trinh sát đang lăm lăm tay súng hướng về phía giặc. Chúng tôi còn một ít thời gian để nhìn mặt nhau. Anh Nằm Vẽ, 6-7, anh Nam, Long và Định. Đến các tân binh chạc 7-8 với tôi: Ba Son, Ba Phương, Thọ, Phúc, Độ, Minh Đủ, Thông, Hai Gà, Cường Đen và Nhơn, và vài thằng bạn chưa kịp quen thân. Không biết sau trận xung phong này ai còn ai mất. Tiếng đề pa đầu nòng của hỏa pháo 82 đã giã. Bum! Giặc gờ đã điểm. Tiếng ồ xung phong vang dội cánh rừng già. Chúng tôi giữ khoảng cách với đội hình đại đội trinh sát cùng sông tới. Phía sau lưng, hai khẩu cối tiếp tục giã vào trận địa của giặc. Phía trước các anh trinh sát vừa bắn vừa xông lên. Chúng tôi lom khom chạy theo đại đội trinh sát khoảng 20 mét, cũng luồn qua các bụi cây rừng. Căng mắt nhìn về phía trước, thấy các anh không hề dừng lại. Trong chỉ hơn một phút ngắn ngủi, chúng tôi biết đích xác đội hình mình đã vượt qua bờ suối của bên địch và không có một hỏa lực nào kiểm giữ chúng tôi. Thấy đội hình trinh sát ở phía trước nằm xuống, lập tức chúng tôi cũng nằm theo. Có lẽ trận địa trống. Tôi quan sát thấy vài anh trinh sát đang đứng lên, quay lại khoác tay la lớn: Dương bắn! Bà cối Dương bắn! Chúng tôi đồng loạt quay lại hướng sau la to: Ngưng bắn! Tiếng cối tức thời ngừng hẳn. Vài phút im lặng trôi qua. Trực quan báo cho tôi biết không có gì phải lo sợ nữa. Bọn Polpot đêm qua lợi dụng hỏa chớp của ta đã rút chạy cả rồi. Nơi đó còn nghe vài tiếng đạn nhọn của phe ta. Chẳng biết họ bắn gì. Riêng bê của tôi chẳng ai tốn một viên đạn, vì thật sự không có gì để bắn. Cư giặc Pốt bên này suối khá trống thoáng. Trời buổi sớm còn nhiều sương mù, nhưng vẫn thấy rõ bộ đội ta có mặt ở khắp nơi. Chúng tôi tham gia lùng sục quanh căn cứ của Pốt. Chẳng còn một cái xác nào cả, chỉ thấy máu và bông băng của chúng còn vất lại. Đây đó những băng đạn rỗng, cái bao xe còn dính máu vắt ngang cành cây gãy, những đồi rắt râu dưới hầm công sự. Cảnh địa trông thật hoang tàn. Chúng tôi thận trọng di chuyển trong cứ địch, vì biết đâu chúng lại cài mình trái thì khổ. Nghe anh em phát hiện hai xác ngựa, hay quá, có thịt tươi rồi. Mấy ngày luồn rừng toàn đồ khô cơm vắt. Anh nuôi dựng đâu, lên nhận phần chiến lợi phẩm cho anh em đi. Bọn tôi kiếm chỗ mắc võng đi ngủ đây. Cả đêm thức trắng, giờ buồn ngủ quá. Rút cuộc tôi không ăn được miếng thịt ngựa nào hết. Chưa được nửa tiếng nghỉ ngơi trên chiến địa, vẫn còn nguyên bộ đồ với cái quần và đôi giày chưa kịp khô lúc phải chạy băng qua con suối Cạn. Tôi và ba đồng đội được điều vào đại đội Tải Thương với lý do rất chính đáng là to con. Toàn bộ 11 cáng gồm 3 tử sĩ và 8 thương binh. Chúng tôi 4 người được phát một ruột tượng gạo, trang bị 2 AK-47 và lãnh trách nhiệm một cáng tử sĩ. Tức tốc cùng đoàn Tải Thương gồm 44 đồng chí và 3 trinh sát cùng 3 công binh của trung đoàn các đường trở về Phẫu Tiền Phương. Chúng tôi không có dịp ở lại chiến địa để nghe tổng kết về trận đánh này. Có điều về sau tôi được truyền đạt chính thức khi ta đã giải mã thông tin của địch gửi báo cáo cho nhau. Trong trận này địch có tổng số thương vong hơn 100. Đó cũng là căn cứ chính thức cho việc khen thưởng của trung đoàn 747 sau này. Riêng tôi, đây là lần chạm súng đầu tiên của toàn đơn vị, có đến 80% là tân binh. Chúng tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên của cuộc đời chiến sĩ. vì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chiến lược của mặt trận, đánh tan tác căn cứ địch trong nội vi lãnh thổ Campuchia. Mặt khác, xét về tương quan lực lượng, trung đoàn 747 chúng tôi chẳng thua kém sư 515 của Polpot, đứng chân tại khu vực trung ương Polpot. Về quân số và khí tài, các trang bị hỏa lực đều mạnh hơn ta, kể cả hỏa lực DKZ. Chúng chủ động phòng ngự, có công sự kiên cố che chắn, địa hình địa thế thông thuộc. Tuy nhiên, ta đang có lợi thế tiến công của toàn mặt trận, khí thế đang lên vì thắng lợi cụ thể của các đơn vị chủ lực khác của ta đang dồn địch vào thế bị động tàn giã. Trung đoàn 747 tiếp tục truy đuổi bọn này hơn 3 tháng cho đến tận biên giới Thái Lan. Một điều làm tôi tâm đắc nhất và thầm cảm ơn sự may mắn đến với đơn vị mình. Về DKZ của tôi, sau 3 năm 8 tháng tại chiến trường Campuchia, đi đông và về đủ, chỉ có thương binh nhẹ. Trận đánh ngày 26 tháng 4 không thể nào quên, nhưng chỉ là thử thách đầu tiên. Chiến trường của tôi vẫn còn ở trước mắt. Ngày đó đơn vị của tôi ở Akong Krao, nơi nổi tiếng nhiều thầy bùa, đủ các tông môn ở Campuchia. Nói rằng tin thì lính ta bán tín bán nghi, nói rằng không tin thì việc xảy ra trước mắt làm mọi người không giải thích được. Trong bê của tôi có anh Hai Gà là tín đồ của môn này, cho đến ngày trở thành thầy, bất chấp bị hạ lon từ hạ sĩ xuống B1 và khai trừ ra khỏi đoàn. Bộ đội ta khi đó về phum đa số đã giành tiếng ca rồi. Khi biết được trong phum có nhiều thầy bùa, anh em cũng tò mò lắm. Nhưng anh nào có xin bùa cà tha thì khi đi tắm sẽ lộ ra ngay, vì phải cởi ra để tránh ô uế, trừ trường hợp ở lội sông lội suối bất đắc dĩ. Hai Gà đi học ở một ông thầy tuổi đã cao trên 90, sống một mình ở giữa phum. Có một hôm, chúng tôi ngồi uống rượu với nhau vài chén, thấy Hai Gà đi ngang nên mời hắn vào nhậu. Bình thường hắn cũng uống được, nhưng không hiểu bữa ấy hắn chỉ làm đúng một ly rồi về. Hai Gà lúc ấy là pháo thủ DK số 1 nên nó về giữ súng càng tốt. Bọn tôi cũng làm thêm vài tuần vụ nữa rồi chia tay nhau. Chỉ có ngày nào được phép như Tết lễ mới ở lại bét nhè. Về đến chỗ khẩu DK, thấy Hai Gà đã chui vào võng trù kín mít. Cái võng cứ từng hồi run bần bật, quái lạ, giữa ban ngày ban mặt. Không lẽ hay nó bị sương khun chanh sốt rét rồi? Tôi lại dở võng để xem, thấy nó co quắp ở trên võng, mặt mày nhợt nhạt. À, mày bệnh à? Bệnh thì tao báo y tá nhé. Hai Gà chỉ khua tay. Không, để tao nằm 5 phút. Tôi về chỗ, khoảng 5 phút sau, nghe tiếng đụi một phát, nhìn sang thấy Hai Gà lăn cẩy. Bọn tôi bu lại, định hỏi han. Hai Gà đột ngột nổi cơn điên. Hắn cứ nằm dưới đất, mà tay đấm chân đá lung tung, còn hét lớn tiếng Phạm vang cả trời. Bọn tôi chẳng hiểu mô tê, dân ca xung quanh nghe động cũng xô tới xem khá đông. Hai Gà lăn lộn ở dưới đất, cùng tay đấm xuống nền, chân phang vào mấy cái cột nhà, đùng đùng đến tóe máu. Chủ nhà chạy xuống nói với tôi: Hai Gà bị bùa vật đang tự phá mình, phải trói nó lại, kẻo nó bị thương tích. Ông cho chúng tôi mượn sợi dây cột bò để dùng làm dây trói. Hợp đồng tác chiến lấy 5 để 1. Tôi giữ phần đầu, còn 4 trinh sát lo phần tứ chi. 2-3 nhảy vào, Hai Gà co chân đá vù một phát xem trúng mặt tôi. Nhanh chóng Hai Gà bị tứ mã phanh thầy, với 4 cây cột nhà, tay chống 4 con ngựa. Vậy mà nó vẫn dãy giụa la hét inh trời, tay chân đỏ quạch toàn máu. Tôi hỏi chủ nhà cách chữa trị, vì ông ta cũng là thầy bùa. Xong ông chú lắc đầu lia lịa nói: Ôi không được, tôi chưa đủ căn để giải đâu, hãy mời thầy Hai. Sư phụ của Hai Gà cũng tên là Hai. Tôi cùng đồng chí Đạt và một bạn nữa kéo nhau vào giữa phum tìm nhà ông thầy Hai. Ông già 90 tuổi đang giấc ngủ trưa, nghe chúng tôi báo thằng hai bị cái gì đó thì đưa tay bấm độn. Ông chỉ thốt lên bằng tiếng Việt: "Chết rồi, chết rồi." Không chờ chúng tôi nói thêm, vội vàng xỏ dép đi ngay, nhanh chóng dẫn đầu cả bọn. Cứ nghĩ ông là thanh niên thì đúng hơn, đặc biệt chẳng cần chúng tôi dẫn, ông cứ ảo ảo, vừa đi vừa bấm độn, vừa ê a tiếng vọng. Từ xa cách cỡ 30 mét, đến chỗ chói hai gà đã nghe tiếng rên la của nó. "Thầy ơi, con không sao hết." Bọn tôi rất thấy làm lạ, vì với khoảng cách này và sự che khuất bởi các hàng cây bên đường, làm sao hai gà có thể biết được thầy nó đến. Hơn nữa, buổi trưa vắng, còn dân ca và các nhà xung quanh đang tề tựu tại chỗ hai gà bị trói, họ cũng chẳng thể trông thấy bọn tôi. Thầy hai rất nhanh đến chỗ hai gà, dùng tay tát vào mặt hai bên mặt của hai gà hai cái. Tôi nghe ông già nói với hai gà bằng tiếng Việt lơ lớ: "Em có thương anh không?" "Dạ thương." "Em làm vậy là giết anh." "Dạ, con không sao mà thầy, con biết." Ông già kêu bọn tôi cởi trói. Lúc này hai gà kêu lên thút thít như trẻ con vì đau, hai mu bàn tay sưng tấy còn đọng máu. Hắn đứng lên còn chẳng nổi, phải dìu ra chỗ bàn ăn tự làm của chúng tôi ở ngoài trời. Ông già xin chủ nhà 7 lá trầu và một thau nước lã, nhúng lá trầu vào nước lã rồi quét lên vết thương, hai mu bàn tay và hai ống quyển đầy máu. Quét xong, ông già hỏi: "Có đau không?" Hai gà cười tỉ cô: "Dạ không." Rồi bóp mở bàn tay như tự kiểm tra. Sự việc này nhanh chóng đến tai ban chỉ huy trung đoàn. Tôi được nhận phân công trực tiếp làm công tác tư tưởng, vận động đồng chí hai từ bỏ buông ngải hoặc sẽ bị kỷ luật đoàn. Công tác này tôi không hoàn thành, và kết quả kỷ luật với hai gà như tôi đã nói. Giải thoại về hai gà còn khá nhiều, vì tôi ở sát một bên với nó ở trong một thời gian dài. Điều tức cười nhất là tôi làm vật thử nghiệm với các chai rượu thuốc của hai gà. Bất cứ loại cây thuốc nào mà hai gà sưu tầm được để ngâm rượu đều nhờ tôi nhắm thử. Cho đến gần cuối mùa khô năm 82, nó gửi súng lại, bỏ ngũ về quê Long An. Khá tiếc. Có những điều hay làm người ta nhớ mãi, tất có những việc dở khiến mình không thể quên. Sau đợt chiến đấu khắc nghiệt với đám lính trẻ chúng tôi tự cọ sát thực tế chiến trường, vốn làm nhiều người trưởng thành lên. Đơn vị đóng quân tại Angkor Ground và bắt đầu đợt chỉnh quân mới với những bài tập bắn bia số 2. Không có đi đội hình điều lệnh, nhưng có học chính trị khá nhiều trong thời gian này. Một buổi, Cường đưa tay phát biểu trong một buổi học chính trị tổ chức tại hội trường trung đoàn bộ. Cả đại đội ngạc nhiên, vì cả đời trung bộ đội này có bao giờ phát biểu đâu. Hết giờ, cả đại đội kéo nhau về nơi đóng quân, vốn cũng bố trí theo tổ tam tam, nằm rải rác ở trong rừng. Quanh ban chỉ huy đại đội bộ, chưa kịp nhận khẩu phần cơm thì A6 thông báo bị mất đồ. Thọ A Phó, Độ và Cường ở chung phát hiện một ba lô, 2 võng dù, quần áo tư trang nhu yếu phẩm ở cả ba ba lô đều bị lấy mất. Hiện tượng chỉ còn lại một chiếc võng của Thọ, 2 ba lô trống trơn vứt lại. Thằng trộm này có thời gian nên ra tay khá ác, thế mà nó còn trở lại một cái võng dù đáng giá nhất, xem ra mới lạ. Chúng tôi đang ngỡ ngàng thì bê phó Năm Vẽ bước tới nói như đinh đóng cột: "Cứ về ăn cơm đi, chiều nay họp bê, tao biết thằng nào lấy rồi." Nghe Năm Vẽ nói thế, chúng tôi yên tâm đi ăn cơm, vì chiều có giờ họp tiếp. Chiều hôm ấy vừa hết giờ, cả bê đã có mặt đông đủ. Trước đó tôi hỏi thăm Năm về người lấy cắp, anh vẫn làm vẻ bí mật không chịu tiết lộ. Lúc này anh còn tự tin hơn nên phán một câu: "Tự giác đi chứ, không lẽ ngồi đó mà tưởng tao không biết sao? Đồng chí nào có giỡn thì trả lại anh em đi." Bọn tôi nhao nhao lên. Im lặng. "Ai lấy anh Năm cứ nói đi." Tôi để cho tự giác, vì anh em thôi. Nếu không nhận tôi nói. Binh trưởng Hồng Dục nói đại đi Long, mày sợ gì? Ừ, thì thằng Long mày có nhận không đây? Chỉ vào mặt Long, Phó An Năm, anh làm lớn tiếng. Tao tận mắt thấy mày ôm ba lô chạy về hướng tiểu đoàn 5 mà. Mày nói sao? Chà, cái kiểu này là bắt tận tay, dày trận chán rồi đây. Mà cái không ngờ nhất lại là Phó Long mới làm sườn sốt cả bê. Long người tấp bé, khá đẹp trai, chỉ tội cái răng sún trước tuổi đang há hốc mồm nhìn năm vẽ. Mày, chính mày, cái áo mày, cái quần này, đôi giày lê này, mày vừa vác ba lô vừa chạy lom khom ngang qua chỗ tao nằm. Tao chạy ra gọi mày, mày còn quay lại nhìn tao rồi chạy mất luôn, phải không? Vốn nằm vẽ, Long và một số bạn nữa như Định 67 là đồng môn cùng đoàn 2 An Hạ và cùng khóa hạ sĩ quan, nên sự giao hòa thân tình trước chúng tôi không thể có tiềm ích cá nhân ở đây được, cũng không có xung đột gì giữa hai anh trước đó. Chúng tôi vẫn đứng trước sự nhận định đầy khó khăn. Một bên là Năm Vẽ, vốn hơi sốc nổi, nhưng là người trọng chức trách, làm việc có cân nhắc, uy tín. Một bên là Long Sún vui vẻ, hiền lành, ít có gây hấn với ai bao giờ. Nhưng lúc này là lúc quyết định, vì anh Năm đã nói hơi tuẹt ra rồi. Chúng tôi bắt đầu chĩa mũi dùi vào anh Long. Anh Long, tôi đừng giỡn, trả đồ anh em đi. Anh không lấy à? Vậy ai ở nhà trông đồ cho anh em? Anh đi giật đồ à? Vậy mất thì anh phải chịu thường chứ. Không lẽ anh Năm nhận lầm anh với ai? Ở bên này chỉ có anh mới quen với tiểu đoàn 5 thôi. Sao anh không chạy hướng khác? Bởi anh Năm muốn tốt cho anh nên xử lý nội bộ thôi. Nếu anh ngoan, không nhận, sẽ đề nghị ra trước đại đội đó. Tôi nhìn thái độ của anh Long mà phán đoán, chỉ thấy gương mặt Long càng lúc càng xám, đôi môi lắp bắp như muốn trả lời điều gì. Có thể người ta ứng phó dễ dàng với tình huống khó khăn khi chạm địch vì được huấn luyện thành phản xạ, nhưng đối mặt với cơn giận dữ của tập thể dồn mình thì mấy ai đã trải qua. Có tiếng của Cường, anh Long không nhận cũng được, nhưng trả tôi chiếc võng đây. Võng của tôi nữa chứ. Độ tham gia vào. Quả thật, cái võng là vật bất ly tênh của người lính khi hành quân. Tôi từng được người dân đến đề nghị đổi chiếc võng đang nằm, lấy một chỉ vàng y. Mình không đổi, mà chỉ lão người Ca đi hỏi chỗ bộ đội ta xung quanh. Đi một vòng lớn, xong lão thất đều cầm chỉ vàng về. Thế mới biết anh em cũng trân trọng chiếc võng như thế nào. Dĩ nhiên, tôi càng lúc càng tin vào lời cáo buộc kia. Khi đó phân tích, Long có thời gian và điều kiện ở nhà trông cứ, có chỗ gửi đồ cất giấu, quen bạn ở tiểu đoàn 5, có nhân chứng sống quan trọng. Hành vi lắp bà lắp bắp không đàng hoàng, tỏ thái độ nước đôi, chịu đền từ từ nhưng không nhận là thủ phạm. Sau 2 tiếng mà Long chẳng chịu nhận tội, binh trưởng cho biểu quyết đưa Long ra trước toàn đại đội ngày hôm sau. Sau các ý kiến của tập thể, toàn đại đội, chính trị viên đại đội Khải quyết định trừ đồng chí Nam ở nhà vì bệnh sốt rét, A Phó Long và Sóng Bạch vì cũng ở nhà trông cứ phải chịu trách nhiệm liên đới bồi hoàn thiệt hại. Trước mắt giao 2 võng cho đồng chí Cường và Độ, trừ phụ cấp của cả hai. Riêng đồng chí Long hạn chế đi lại để theo dõi. Tôi nhớ hôm đó 67 tức lên, vừa khóc vừa chửi thằng Long là đồ khốn nạn. Một thời gian khá dài sau đó, tôi đã giữ thái độ gay gắt khi có mặt Long Sún sinh hoạt chung, không hân hạnh đón tiếp và thậm chí còn xa lánh như gặp người hồi. Một buổi chiều nọ, cả đại đội chúng tôi bị khuấy động bởi một tin giật gân, đã bắt được thủ phạm ăn cắp đồ của A6. Chúng tôi đổ dồn về đại đội bộ để hóng tin, thực hư như thế nào chẳng rõ, nhưng đại đội trưởng bảo đồng chí Thọ đang áp giải tên ăn cắp về. Một lát sau, bạn áp giải về tới. Từ xa dễ nhận ra có một anh bị trói thúc ké trong và áp giải. Thằng Long, không phải Long đang đứng cùng chúng tôi mà. Quả thật, tên này giống long súng từ đầu đến chân, từ cái đầu hất ngang, cái dáng lùn lùn đến đôi giày lê, cái áo lưỡng bỏ ngoài quần. Ngoài gương mặt, nếu nó nói là anh em sinh đôi với long thì cũng không sai. Cả bọn tôi hết nhìn nó lại nhìn long nhà ta để tìm nét khác biệt. Bất ngờ trong chúng tôi, Cường lao ra nện mấy quả vào mặt thằng bị trói. Để mẹ mày, thằng ăn cắp. Cường còn chửi lung tung gì đó, bọn tôi phải lôi nó ra xa. Lúc này dễ có người đánh hồi lắm, vì thông thường ai cũng ghét bọn ăn cắp vặt. Sư trưởng bước ra can thiệp rồi giải tán chúng tôi, ai về chỗ ấy để đại đội tiến hành làm việc. Chúng tôi được tập hợp ngay chiều hôm đó để chứng kiến một kết quả bất ngờ khác. Từ trước hàng quân, cái cắp đọc bản tường trình chi tiết về vụ trộm. Hắn nhận đã làm đúng theo sự chỉ bảo của Cường. Từ thời gian của đại đội đi học chính trị đến bản vẽ chi tiết các đường mòn để vào ngay chỗ Cường lấy đồ mà không bị Sáu Bạch phát hiện. Có một việc làm sai là thay vì để lại võng cho Cường nằm, vì Cường rất sợ trái tăng nằm đất, hắn lại nhầm nên gom luôn cái võng của Cường theo. Hắn đã từng cộng tác với Cường chôm chỉa nhiều vụ chót lọt, nhưng vì ước Cường ra tay đánh dọa quá nặng mà đã khai hết luôn cho bỏ ghét. Một sự thật quá hiển nhiên, một sự bất chợt làm tôi chột dạ. Từ bấy lâu nay đã có ác cảm với long bao nhiêu thì bây giờ mình hối hận bấy nhiêu. Nếu không nhờ thằng Thọ đi công tác ghé lại B xây dựng chính quyền thăm bạn cũ thì đã không nằm ngay trên chiếc võng có ghi tên Cường đã bị mất cắp. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Họ nhận ra ngay chiếc võng quen thuộc và dòng chữ của Cường. Anh báo cho B trưởng bạn làm việc ngay với thằng lính nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng đó và phát hiện ngay. Rõ ràng không thể xiết nỗi vui mừng của kẻ giải oan, long lồm chồm lên chỉ mặt chúng tôi. Đấy nha, tụi bay trói tao là ăn cắp. Nói vui lắm, còn chúng tôi thật ngượng. Kể cả năm vẽ nữa, tao biết gì đâu, sao nó giống mày thế?